có cần tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để phục vụ đổi mới giáo dục hay không? Lộ trình đổi mới ngân hàng đề thi ra sao? Sách giáo khoa có bảo đảm đủ không? Sách tham khảo có bị lạm dụng vì mục đích kinh tế mà đi ngược lại với các nguyên tắc xây dựng đổi mới giáo dục hay không? Là những vấn đề được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt ra đối với các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực trong cuộc họp chiều nay tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực đã bày tỏ quan điểm và cho rằng việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông là điều cần thiết, bởi chỉ có thi cử mới thúc đẩy được quá trình học tập và rèn luyện của học sinh và chính các nhà giáo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau 2020 cơ bản giữ ổn định như năm nay, chỉ tập trung hai khâu, tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu ngân hàng để thi phong phú hơn để tiến tới công khai ngân hàng này. Thứ hai là ứng dụng công nghệ để tiến tới thi qua máy và thi nhiều đợt một năm thông qua trung tâm khảo thí. Đối với vấn đề sách giáo khoa, hầu hết các thành viên đều cho rằng sách giáo khoa đổi mới năm nay được giáo viên, phụ huynh đánh giá tốt. Tuy nhiên, với thực tế thiếu sách giáo khoa cục bộ của lớp 6 năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ bảo đảm đủ sách giáo khoa đến tận tay các học sinh, giáo viên trong các năm học tiếp theo. Đối với sách tham khảo, các ý kiến cho rằng cần nghiêm cấm mọi hình thức khuyến khích mua ở tất cả các địa phương. Theo tôi, ngay cả những cái sách gọi là sách bổ trợ này, mình cũng không có quyền bắt buộc học sinh mua. Học sinh có thể mua và có thể không mua, và theo tôi bộ phải tuyên bố rõ ràng cái chuyện này ra, và địa phương nào bắt buộc địa phương phải chịu trách nhiệm. Đấy là một. Thứ hai nữa là sách tham khảo thì tiểu học theo tôi là nên cấm. Tiểu học không nên có sách tham khảo, trong nó bé như thế cần tham khảo cái gì đâu. Nhân dân không hài lòng, các nhà giáo cũng không hài lòng vì câu chuyện sách tham khảo là không phân định rõ với sách giáo khoa. Đồng chí Bộ trưởng có báo cáo Thủ tướng, báo cáo tôi là trong các văn bản của Bộ Giáo dục thì luôn luôn đã nói là cấm ép mua sách tham khảo. Tôi đã đề nghị đồng chí Nhạ là không phải chỉ cấm ép, mà anh Nhạ là phải cấm các hình thức theo kiểu khuyến khích trong mặt nhạy. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, trong đó có sách giáo khoa bằng công nghệ thông tin, nắm bắt nhu cầu thực tế, số lượng thực tế sách giáo khoa, từ đó đưa tận tay học sinh, phụ huynh, ít qua trung gian. Bên cạnh đó sẽ không thực hiện việc viết lên sách giáo khoa để có thể dùng lại cho các năm tiếp theo nhằm tiết kiệm in ấn.